tao phát trực tiếp ấy. Rất là ngon. Nếu mà đi chợ đổi cái răm mà không ăn hủ tiếu. Răng ông ạ. Cái răng. Không phải cái răm. Đang có thịt nên nói như cái răm là thuộc của Quảng Ninh. Đang răm răng. Chôm chôm nhãn này, chôm chôm nhãn bao tiền cân hả bà? 40 một cân chôm chôm nhãn ạ. Quả này là bông bông. Bông bông. Ngon này, ngon rồi, chúng ta rất là à. Con hơn dâu trên vô dòng trong. Cái gì đây? Ăn sáng ngay tại thuyền ạ. Bao tiền một bát hả bà ơi? Bà ơi, bao tiền một bát ạ? 45.000 một bát ạ. Mùa đông vui chưa bà con ơi? Nhiều nó ngon không? Cho bác đấy chăng? Lại cho bác cho bác này không? Cho bác đấy đi. Cây cây. Cho ngon ngon này cho bác đi. Thấy canh ngon luôn anh Tuấn. Thấy canh ngon. Thiếu ngon. Thiếu ngon lắm. Đây bị ăn hai bát. Bánh canh em thiếu anh thôi. Kiểu thiếu không? Đúng rồi, anh ngon lắm. Ngon lắm. Thiếu ngon. Thế tóm lại là ngon. Anh ăn hủ tiếu ngon. Anh ăn ba bát cho em. Bánh canh cũng ngon mà hủ tiếu cũng ngon. Có tấu đi không đúng không?